Thưa quý vị, thưa các bạn, với khu vực thị trường rộng lớn 32 quốc gia, tổng dân số 570 triệu người, được dự báo là một trong những trung tâm phát triển kinh tế mới của thế giới. Với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cơ hội rộng mở kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam ở các nước Pháp ngữ tại châu Phi đang rất nhiều triển vọng. Trong bối cảnh kinh tế thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, việc Bộ Công Thương tổ chức hội thảo Tiềm năng và triển vọng phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước Pháp ngữ tại châu Phi được đánh giá là sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước châu Phi thuộc khối Pháp ngữ. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của 100 doanh nghiệp, đại diện của các cơ quan, hiệp hội phía Việt Nam và hơn 200 doanh nghiệp kết nối trực tuyến, gồm nhiều tập đoàn, công ty của các nước Pháp ngữ tại châu Phi có nhu cầu tìm kiếm đối tác tại Việt Nam. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với cộng đồng Pháp ngữ và sẽ tiếp tục đóng góp vào những nỗ lực chung vì một cộng đồng Pháp ngữ ngày càng đoàn kết và vững mạnh hơn. Những năm gần đây, trao đổi thương mại giữa Việt Nam với 32 trên 55 quốc gia châu Phi thuộc khối Pháp ngữ đã có sự phát triển mạnh mẽ, tăng hơn nhiều so với mức tăng bình quân chung của thương mại giữa Việt Nam và châu Phi, với tổng mức kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 giữa Việt Nam và 32 nước Pháp ngữ ở châu Phi đạt 4,5 tỷ USD. Tăng 9,8% so với năm 2018 và chiếm tỷ trọng 63,4% trong tổng kim ngạch thương mại giữa hai chiều của Việt Nam và châu Phi. Hiệp hội chúng tôi khi mà tham gia hội thảo lần này cũng có một cái kỳ vọng là có được những cái contact đối với cả cái thị trường các nước trong cộng đồng Pháp ngữ để có thể giới thiệu cho các bạn các doanh nghiệp nước ngoài cũng như là các kiều bào khắp nơi được biết về những cái sản phẩm trong của các doanh thành viên trong chi hội, vì các sản Việt Nam chúng ta rất là tốt và có chất lượng rất là tốt ấy, không có lý do gì chúng ta lại không giới thiệu ra các nước trên thế giới. Ngày hôm nay với Liên hiệp Hợp tác xã, chúng tôi mong muốn được chuyển giao cái chương trình tem truy xuất IGAP đó và cái máy thông minh đó cho Bộ Nông nghiệp để Bộ Nông nghiệp có thể nhân bản được cái đó tại xa 63 tỉnh thành. Chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các cái giải pháp để xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt từ farm to table. Có nghĩa là chúng tôi quan tâm đến từng mắt xích một của sản phẩm từ lúc trồng trọt. Ví dụ chúng tôi kiểm soát từ cái nguồn phân bón, từ giống cây, từ kiểm soát làm sao để cho cây trồng ra kết quả tốt, và đồng thời chúng tôi hỗ trợ tất cả các bà con tất cả các giải pháp sau thu hoạch để làm sao cái sản phẩm của nông sản Việt Nam có đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu ra nước trên thế giới. Bộ Công Thương cho hay, đây là khu vực thị trường rộng lớn với 32 quốc gia. Nhiều nước Pháp ngữ tại châu Phi đang tiếp tục thực hiện các chính sách cải cách kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. Cộng đồng dân cư có thu nhập cao và thu nhập trung bình tiếp tục gia tăng. Kinh tế nhiều nước châu Phi có sự tăng trưởng tích cực trong những năm gần đây. Nhiều tổ chức quốc tế dự báo châu Phi sẽ là một trong những trung tâm phát triển kinh tế mới của thế giới. Vì vậy, châu Phi đang đặt ra nhiều cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ở chiều ngược lại, là nền kinh tế phát triển năng động hàng đầu của khu vực Đông Nam Á, được kết nối với nhiều thị trường rộng lớn thông qua các FTA, Việt Nam là đối tác quan trọng của nhiều nước châu Phi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giữa các nước châu Phi thuộc khối Pháp ngữ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế Pháp ngữ. Quan hệ thương mại giữa Morocco và Việt Nam đã có những tăng trưởng rất là vững mạnh trong những năm vừa qua. Tuy nhiên là sự tăng trưởng này chưa được như kỳ vọng, và tôi hy vọng là trong tương lai sẽ có sự tăng trưởng hơn nữa, đạt đến cái mức như là cái mục tiêu tham vọng của hai chúng ta là trên mức là 1 tỷ đô la cái trao đổi thương mại giữa hai bên. Qua hội thảo này chúng ta có thể thấy là hợp tác chung là các cách thức hữu hiệu nhất để tăng cường thương mại và các hoạt động kinh tế giữa hai bên, bởi vì hai nước chúng ta là có những nền kinh tế mang tính chất bổ sung cho nhau. Tôi đã nhiều lần nói là Việt Nam sẽ là cửa ngõ của Morocco để vào các thị trường các nước ASEAN, và Morocco cũng sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam gia nhập thị trường châu Phi.
Chúng tôi muốn cho các doanh nghiệp Việt Nam và châu Phi có cơ hội để hiểu rõ nhau hơn, để phát triển quan hệ kinh doanh với nhau. Và trong cuộc họp hôm nay thì chúng ta có 5 châu lục đều có mặt trong cái hội thảo này. Và chúng tôi mong muốn rằng là đây chỉ là một cái bước đầu tiên để thúc đẩy cái quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và châu Phi, để tiến tới có thể là sẽ thành lập những cái doanh nghiệp liên doanh hoặc là cùng hợp tác đầu tư. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn 2015-2019, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và 32 nước Pháp ngữ tại châu Phi đã tăng từ 2,7 tỷ đô la Mỹ năm 2015 lên 4,5 tỷ đô la Mỹ năm 2019, chiếm tỷ trọng 88% trong tổng kim ngạch thương mại với châu Phi, đạt mức tăng trưởng trung bình cả giai đoạn 13,6% một năm. Giá trị xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước Pháp ngữ tại châu Phi chiếm khoảng 1,1% trao đổi ngoại thương của khối này với thế giới. Về cơ cấu hàng hóa trao đổi, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang các nước Pháp ngữ tại châu Phi là gạo. Giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng dần trong những năm gần đây và đạt 589,4 triệu đô la Mỹ trong năm 2019, chiếm 14,9% thị phần gạo của các nước Pháp ngữ tại châu Phi và chiếm 21% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam ra thế giới. Ở chiều ngược lại, các nước Pháp ngữ tại châu Phi là những thị trường cung cấp nhiều nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ các ngành sản xuất trong nước của Việt Nam như điều thô, bông, đồng, gỗ và sản phẩm gỗ. Kim ngạch nhập khẩu của các mặt hàng nói trên chiếm tỷ trọng khoảng 80 đến 90% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ các nước Pháp ngữ tại châu Phi.